Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trong phần học hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho các bạn là một cái ví dụ mini project để cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn về lập trình của thằng Java Bean, hiểu kỹ hơn về Java Bean, và hai nữa là các bạn hiểu hơn về biểu thức của thằng JSP và cũng hiểu hơn thằng JSTL này trong thằng JSP nó như thế nào, cách các bạn ứng dụng nó trong project ra làm sao và cách dùng và ứng dụng nó như thế nào. Thì các bạn để ý cho thầy là thằng JSP Servlet nó phát triển theo một mô hình MVC thôi. Ở đây thì là trong phần này là chúng ta sẽ đi làm một cái project nhỏ. Ở trong phần này là tạo ra một cái page để quản lý danh sách sinh viên. Thì thông tin sinh viên thì sẽ gồm mất trường, Ronald, full name, birthday, address, email này. Và yêu cầu của chúng ta là sẽ tạo ra một cái root đặt tên như thế này, Sublet, và thằng trang student list là JSP dùng để hiển thị danh sách sinh viên nhé. Hoàn toàn là dùng bằng JSTL. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn click vào đây này. Các bạn tạo ra một trang Sublet. Ở đây chúng ta sẽ đặt trang đấy như yêu cầu đề bài là sinh viên, student. Các bạn để vào trong một cái bucket ở đây. Bucket này là lesson 5.sublet. Ok, hôm nay chúng ta click vào đây. Và sau đó cái này các bạn sửa một chút này. Cái URL này chúng ta làm giống như đề bài yêu cầu thôi. Nó là cái root là quản lý sinh viên. Sau đó là các bạn ấn finish. Quay lại cái trang Sublet này, chúng ta khóa cái dữ liệu này đi. Rồi ok, chúng ta sẽ sửa lại cái này một chút. Hai bộ giao thức là doGet và doPost, cái này chúng ta xóa đi, không có gặp lỗi. Rồi. Các bạn để ý này, ở trong phần này khi mà quan sát nhé, đề bài là yêu cầu chúng ta quản lý danh sách sinh viên và nó gồm các trường thông tin như thế này này. Thế thì để làm được điều đó, chúng ta sẽ tạo ra một cái object student để quản lý các trường thông tin này thôi. Chúng ta sẽ click vào đây. Các bạn tạo ra một cái class, Java class, ở đây là student. Ok. Chúng ta đặt trong bucket là lesson 5.model. Ok, finish. Thằng này chúng ta sẽ khai báo triển khai, một là role null, các trường thuộc tính của nó, full name, email, birthday và address. Đây là các trường dữ liệu mà nó cần dùng. Các bạn là tạo ra các cái hàm tạo không đối cho nó. Một thằng này. Hai thằng này. Và tạo ra bộ get setter để sử dụng cho nó. Rồi. Các cái model trong thằng JSP thì tốt nhất chúng ta đưa cái thằng này sang dùng đến theo chuẩn của Java Bean cũng được. Sớm như một cái này chúng ta cũng sẽ phải dùng thôi.
kế thừa từ thằng Surrey Reliable. Thì đây là một cái chuẩn coding để tạo ra một cái Java bean. Là nó đảm bảo bốn tính chất để tạo ra một cái Java bean đó, thuộc tính thì để mặc định hoặc là private, các cái hàm tạo không đối bắt buộc phải có và các bộ get setter, như thế này là đủ rồi. Chúng ta chuyển sang thằng này, chúng ta sẽ fetch một danh sách các cái sinh viên. Ok, đây chúng ta đặt là student list. Đây các bạn nhìn, toàn bộ những cái logic code bao giờ cũng để hết ở trong thằng sublet nhé. Chúng ta không nên để những cái code logic này các bạn quăng sang trang JSP. Đấy là một cái phong cách code thì các bạn cần phải lưu ý. Rồi, ok. Rồi tương tự như thế, chúng ta có thể tạo ra vài thằng này, fetch lấy bao nhiêu cũng được. Rồi thôi kệ nó, chúng ta sửa lại nguyên mã sinh viên đó, còn tên cho nó trùng cũng được, trẻ sao. Và bây giờ các bạn cần đẩy dữ liệu và cho nó hiển thị trên trang JSP. Thì các bạn để ý cho thầy này, để đẩy dữ liệu sang trang JSP ấy, thì khá là dễ thôi. Các bạn có thể đẩy nó vào cái biến application này cũng được, hoặc là trong phần này chúng ta để trong thằng request này cho nó tiện set attribute. Rồi các bạn đặt cho nó cái key cũng là student list này này nhé. Đặt chung cái này, chúng ta đặt đang đặt là chung biến đấy. Rồi sau đó request dispatcher, các bạn tạo ra cái thành phần này.
Service contact. Đây chúng ta sẽ nhảy sang trang này, chúng ta đặt là lesson 5 này. Trang đấy là trang studentlead.jsp. Rồi, dispatcher forward. Rồi ok. Như thế này là các bạn đã đẩy được cái phần dữ liệu ra rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra trang student.jsp ở đây. Các bạn để ý này, đến cái phần này chúng ta sẽ hiển thị ra danh sách thằng sinh viên bằng cách nào, thì ở đây chúng ta sẽ code hoàn toàn bằng thằng JSP thôi. Đây. Đây danh sách sinh viên này, các bạn nhìn nhé, chỗ này chúng ta code hoàn toàn bằng JSTL thì nó sẽ khá là hay và nhàn ở chỗ này. Đây các bạn thấy là chúng ta dùng table. Các bạn có thể dùng đến Bootstrap để cho nhìn nó đẹp được. Còn đây chúng ta viết tạm code thuần thôi. Hai bốn năm rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ hiển thị ở đây. Ở đây các bạn sẽ dùng đến thằng for x biến, mỗi biến nó là một item, là một thằng sinh viên đấy, danh sách của nó ở đây. Đây nó sẽ tự nhận được thôi. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ cho tổng cộng ở đây là 5 cột. Các bạn nhìn này, đây là cái dữ liệu của chúng ta, lần lần là các item chấm Ronald. Sửa lại lần lượt là full name. Lượt lại là email.
Button đây. Và đây là Upgrade. Và bây giờ các bạn là chạy chương trình. Này chắc lại đơ rồi. Các bạn đợi nó build xong, sau đó là chúng ta sẽ đẩy cái link vào đây. Rồi, đây là trang là quản lý sinh viên. Ok, các bạn enter thôi. Đây các bạn nhìn này, như thế này là coi như chúng ta đã hiển thị được cái dữ liệu theo yêu cầu rồi. Còn cái chỗ ở đây là đánh thứ tự index từ 1 cho đến n thì chúng ta viết như thế nào? Các bạn để ý cho thầy là cách cái chỗ này này, vị trí index đánh từ 1 cho đến vị trí n các thứ ấy. Các bạn có thể khai báo một cái biến ở bên đằng student subnet này các bạn truyền sang cũng được. Đấy là một cách. Cách thứ hai nữa là bản thân cái thằng for này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là một cái biến tự tăng, trong thằng này nó có một cái biến tự tăng các bạn có thể vận dụng để sử dụng đến nó. Ở đây là nó có cái biến value status à? Hay là biến gì nhỉ,
Value status các bạn có thể đặt tên một cái biến index gì đấy ở đây. Biến này nó sẽ là cái biến bắt đầu bằng 0. Các bạn có thể thay thế vào đây. Sau đó các bạn chạy. Value status. Ok, biến đấy là hình như có chữ loop.index à. Loop.index hay sao? Thầy không nhớ cái biến này. Chạy thử nè, nếu không thì sẽ sợ. Ok. Ở đây nó có một cái biến này chúng ta dùng luôn cũng được cho nó nhanh thôi, là vastest à. ZTL để nó hỗ trợ cho các bạn đánh index thôi, code cho nó nhanh. Vastest ok. Các bạn đặt tên là gì được, loop được, nó là yêu cầu ở đây là loop.index, mỗi lần lặp nó sẽ lấy cái phần tử này lên. Đây sẽ là 1 0 1 2 3 4 này. Các bạn muốn cho thứ tự từ 1 trở lên thì trong cái chỗ này, các bạn cộng thêm một đơn vị thì nó bắt đầu từ 1. Đây nhé, như thế này là coi như xong về phần ví dụ căn bản rồi.